Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì cái đàn bò của mình nó cũng đã có được tương đối nhiều rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công đoạn là mình sẽ thịt để kiếm thêm da bò ha. Mình gom chắc cũng gần đủ số lượng da bò để mình có thể làm được các bạn cường hóa rồi. À quên. Hình như là tới đợt cho ăn nữa rồi đó. Mình vừa thịt xong rồi mình phải cho ăn liền nha, để kẻo nó không có kịp đẻ ra cho mình thịt đó. Đâu rồi, lúa mì đây. Và lâu lâu á, có một vài chú ít kiểu như lạc trôi á, nhảy vô cái chuồng bò của mình. Mình cũng ngựa mình đẩy vô trong luôn á. Vừa nuôi bò, sẵn đó nuôi ít luôn cũng được. Rồi, ăn đi cho mau lớn nha. Với cái đàn bò này thì nhanh chóng thôi, chúng ta sẽ có được một cái bàn cường hóa xịn sò thôi ạ. Cù thì mình chưa có cần nhiều len cho lắm ấy, nên mình cũng không có nhân giống ra nhiều, chủ yếu là mình nhân giống bò thôi ạ. Rồi, giờ thì đợi cho lứa bò con tiếp theo lớn rồi chúng ta sẽ tiếp tục thịt ha. Rồi, và trong ngày hôm nay thì giống như mục đích ban đầu, mình sẽ làm một cái bàn cường hóa bằng số da bò mà mình kiếm được. Đây ha, mình gom thì cũng được cỡ một stack mấy da bò rồi đó. Cái này thì chắc cũng làm được khá những cái quyển sách đây, và cả mía nữa. Đây, mía thì mình để bên rương bên này á. Rồi, giờ thì mình mang hết cái đống này về nhà rồi chúng ta chế tạo thôi. Hy vọng là đủ để làm cái chỗ cường hóa cho mình ha. Đây, ui trời mưa nữa rồi. Hôm ngày mưa hoài ta. Tới mùa mưa hay sao rồi á. Mưa hoài luôn. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ chế tạo ra giấy trước nè. Từ giấy thì mình mới làm ra được những cái quyển sách. Một stack sách rồi. Cũng tương đối nhiều ấy chứ. Và một stack sách thì mình làm được 20 mấy kệ luôn nè. Vậy dư sức rồi. Thoải mái nha. Giờ thì mình chỉ còn thiếu đó chính là hắc diệm thạch thôi. Chắc bây giờ mình sẽ đi xuống một cái hang nào đó gần đây để chúng ta lấy hắc diệm thạch rồi mang lên chế tạo cái bàn cường hóa luôn á. Tự nhiên mình chợt nhớ tới cái hồ nhôm nham mà lần trước mình có gặp ở cái vùng Savannah nè. Bây giờ là dịp để mình dùng tới nó rồi. Mình sẽ đổ nước ra để chúng ta lấy hắc diệm thạch cho dễ ha. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy hết cái số hắc diệm thạch ở trên cái hồ này luôn. Không biết là được bao nhiêu nữa. Mình lấy nhiêu đây chắc cũng đủ để mình xài rất là lâu rồi ha. Bây giờ thì về nhà và nhanh chóng chế tạo cái bàn cường hóa thôi. Cần thêm 2 viên kim cương nữa. Rồi, vậy là mình đã đủ công thức để làm ra được một cái bàn cường hóa xịn sò con bò. Vậy là sắp tới mình có thể cường hóa được những cây cúp nó tốt hơn rồi. Mình mong là cái dòng cường hóa đầu tiên mình có được là dòng gia tài nha. Mình rất cần dòng gia tài luôn. Tiếp theo thì để cho cái chỗ cường hóa này nó tăng cấp độ thì mình cần phải có những cái kệ sách nữa. Mình sẽ làm một ít cái kệ sách. Đây. Cỡ 16 đi. Mình sẽ làm 16 cái kệ. Số sách còn lại thì mình để dành mai mốt mình còn cường hóa riêng nữa ha. Vậy là chúng ta đã có bàn cường hóa, có kệ sách rồi. Giờ thì chỉ còn thiếu mỗi cái chỗ để mình cường hóa thôi. Nhưng mà cái khu vực cường hóa thì bây giờ thì chắc mình phải xây rồi. Và phía bên này thì mình có dọn ra một cái khu vực cũng tương đối là trống để mình có thể xây dựng một cái gì đó ở đây nè. Cũng khá là hợp lý ha. Nó cũng gần nhà mình nữa. Từ nhà qua đây thì có vài ô thôi. Và trong lúc dọn thì mình phát hiện ra là ở dưới những cái tán cây đước có một cái tổ ong nha. Cái tổ ong này đã được đầy mật rồi nè. Mình có thể lấy mật ong trong này rồi đó. Được quá ta. Hay là bây giờ mình về nhà mình lấy đồ nghề rồi mình quay lại mình lấy mật ong nha. Nó lại bị hợp lý. Ok luôn. Đồ nghề hái mật ong thì vô cùng đơn giản. Đó chỉ là một cái lửa trại và thêm một cái cây kéo thôi. Là mình có thể lấy được mật ong dễ dàng rồi. Còn cái... hay là mình lấy luôn cái tổ ta. Dù sao thì cái tổ ong nhân tạo nó cũng hiếm hơn cái tổ ong... Dù sao thì cái tổ ong tự nhiên nó cũng hiếm hơn cái tổ ong nhân tạo ha. Kiểu nó có giá trị hơn á. Nên là mình sẽ lấy luôn cái tổ ong nhân tạo này. Đầu tiên là mình sẽ đặt một cái ô ở dưới. Nó ngay đây. Đặt cái lửa trại lên. Để cho khói nó bay lên rồi mình lấy cho nó an toàn á. Chắc mình cắt cái mật ong trước đi nha. Lấy mật ong không sợ bị ong quánh luôn nha. 3 mật ong liền. Quá đã. Rồi, dọn luôn cái tổ này. Có gì mình dời vô cái nhà mình cũng được á. Ủa?
Ích, mình quên mất là, trời ơi, mình không có dòng mềm mại thì không có lấy được cái tổ ong. Tôi sống rồi. Mình chơi ẩu rồi. Ây ui, ui, ui. Chưa chưa, để mình lặn xuống đây mình né ông ấy đó. Không thôi ông đánh mình á. Ui, ui, ui. Chết không, quên nữa. Ui may quá, may quá. Mấy chú ông chưa có đánh mình thì sẽ không sao á. Hy vọng là sắp tới mình sẽ sớm có dòng mềm mại để mình trả lại cái tổ ong tự nhiên cho mấy chú ong này. Hoặc là bây giờ mình làm cái tổ ong nhân tạo cũng được. Để sửa chữa lỗi lầm đi, tự nhiên mình phá nhà của mấy chú ong này, thiệt tình luôn. Quậy cơ mà, mình quậy thì chứ. Ông đang yên, đang lành, tự nhiên mất cái nhà rồi. Đây, 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 không sao, không sao. Mình trả lại cái nhà nè. Bù đắp nha, bù đắp nha. À, coi như chuyện này là sự cố thôi nha. Đây, mình sẽ trả lại cái nhà cho mấy chú ong ở ở chỗ nào để ong phát hiện. Ôi, 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 có chân, có chân. Đây, mình sẽ trả cái tổ ong ngay đây đi. Chỗ kính kính xíu. Rồi, hy vọng mấy chú ong sẽ phát hiện rồi qua đó để làm mật lại nha. Ồ, mình nãy mình hậu đậu quá. Ok, bây giờ thì chắc mình sẽ bắt tay vào việc xây dựng cái nhà cường hóa cho mình luôn thôi. Nãy giờ mình lận đận ở bên kia để cắt mật ong rồi đập tổ ong tùm lum rồi. Cái nhà cường hóa này thì chắc mình sẽ xây nó kiểu giống như là nhà ở của mình luôn. Phong cách là phong cách nhà sàn ha. Nó sẽ có những cây cột ở dưới nước, kiểu kiểu như vậy. Úp, có slime nữa. Cái vùng đầm lầy này đã nha. Lâu lâu cái có slime farm luôn. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ lấy gỗ đước và một ít cái vật liệu khác rồi chúng ta bắt đầu xây thôi. Diện tích ở đây thì nó cũng không có quá bự á. Nữa, cái gì đây? Chưa xây mà đã bị cà khịa rồi. Úi chà, mấy con này nó bắn chuẩn vậy. Rồi, vì diện tích ở đây nó không có quá bự ấy, nên mình chỉ xây cái nhà cường hóa này nó kiểu như vừa đủ để mình đặt cái chỗ cường hóa và một số cái tiện nghi khác thôi. Bắt đầu cái phần cột từ bên này trước đi. Mình vẫn sẽ cho cái phần cột nó cao hơn cái mặt nước một ô như vậy ha, nhìn cho nó giống cái phong cách nhà sàn hơn. Rồi sau đó mình mới bắt đầu xây ngang giống như vậy ha. Đấy, đây là cái dự định là cái đường vào nhà của mình thôi. Còn cái nhà thì nó sẽ nằm bên trong một xíu. Quay, xây xong thì mình thấy cái khung nhà mình nó cũng bự phết đấy chứ, không nhỏ đâu. Tiếp theo thì mình sẽ ốp hết cái phần sàn ở giữa này bằng gỗ cây đước ha. Đây, mấy gỗ cây đước đây nè, mình sẽ đổi thành cái phiến đi, xài cho nó tiết kiệm chứ xài nguyên cái khối này thì nó hao lắm. Đây, mình sẽ đổi hết thành phiến ha. Như vậy thì xây nó sẽ được nhiều hơn á. Rồi, sau khi xong cái phần sàn các thứ rồi ha, bây giờ thì mình mới chính thức xây cái ngôi nhà của mình nè. Để xem nào. Ngôi nhà cường hóa này thì mình sẽ đặt cho nó sâu vô bên trong một tí đi. Và cách ở bên ngoài này cỡ 3 ô ha. 1, 2, 3. Cách này 3 ô là đây. Đúng không? Chuẩn luôn. Để nó có một cái khoảng trống là mình làm cái hành lang mình di chuyển cho nó thoải mái ha. Rồi, phía bên trong này thì nó còn được mấy ô? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó cũng còn được 8 ô chứ bộ. Cũng rộng phết. Rồi, mình cách qua đây thêm 3 ô. Lùi ra trước thêm 3 ô nữa. Như vậy thì ngôi nhà mình cũng tương đối rộng á nha. Không phải bé đâu. Đủ dùng rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ xây phần cột thôi. Sau khi đã định hình được cái ngôi nhà của mình rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nối những cây cột này nó cao lên cỡ 4 ô nữa. Để mình làm cái tầng trệt trước cái đã. Nếu mà có điều kiện thì một xíu thì mình sẽ gán làm cái nhà cường hóa này cho nó có lầu luôn. Để mình có thể tận dụng cái phần lầu đó để mình làm thêm một cái kho chứa nè. Hoặc là làm một cái chỗ để mình sửa giáp chẳng hạn. Đấy, nó sẽ có nhiều công dụng hơn nếu như mình tận dụng được cái phần lầu. Và công đoạn tiếp theo đó chính là cạo vỏ. Cái bước cạo vỏ này nhằm để làm nổi bật cái phần cột hơn thôi. Vì mình khá là thích cái họa tiết của cây gỗ đước sau khi cạo vỏ luôn. Đấy, và sơ qua thì mình đã được cái phần cột của cái ngôi nhà cường hóa rồi. Và ở phiên bản mới này đó, thì nó có thêm vào một cái khối mới. Nó được kết hợp từ bùn và một block khác ha. Để mình lấy bùn thử coi. Đây, bùn kết hợp với block nào hả ta? Có công thức liên quan không? Bùn kết hợp với lúa.
nó sẽ tạo thành bùn nén á. Ai cha cha, vậy là bây giờ cái ruộng của mình nó lại có công dụng rồi. Để mình ra mình gặt thêm ít lúa cái đã, để đủ công thức chế tạo. Đây, gặt xong nhớ trồng lại nha. Rồi, giờ thì mình sẽ thử chế tạo những cái bùn nén nè. Rồi từ bùn nén thì mình có thể làm được gạch bùn. Ôi, gạch này nhìn xịn như ta. Họa tiết rất là đẹp này. Được luôn. Vậy mình quyết định rồi. Bây giờ mình sẽ đi đào thật là nhiều bùn. Rồi sau đó mình sẽ kết hợp với lúa để tạo thành những cái bùn nén và chế tạo gạch bùn ha. Mình thấy cái gạch bùn này mà xây nhà cường hóa thì có thể nói là đẹp nhất nách luôn á. Và để bảo vệ cái cảnh quan cho cái khu vực mình ở á, thì mình sẽ đi tới cái chỗ gọi là rìa của cái vùng đầm lầy nước này để mình lấy bùn ha. Ôi nhưng mà có gì đó sai sai. Gì đâu mà bùn mà đâu tít ở trên núi dữ người ta. Bùn này bùn lạ nha. Bùn ở trên núi là. Mà thôi kệ, lấy trước tính sau đi. Ờ được một stack mấy, không biết có đủ không nữa. Một stack rưỡi chắc chưa đủ đâu. Mình sẽ làm thêm một cây xẻng để mình lấy thêm bùn ha. Tại vì cái nhà mình thấy vậy thôi chứ chứ tốn khá là nhiều gạch để ấp tường ấy, không đùa. Nên là mình phải lấy nhiều nhiều một tí ha. Ơ. Ô. Nó còn có cái khối. Rễ cây được ngắm bùn. Ồ. Cái rễ cây được ngắm bùn này có chế tạo được cái gì không ta? Hình như không chế tạo được quay. À nó làm từ cục bùn kết hợp với cái rễ cây ha. Ra là vậy. Ồ. Hơi bị nổi bật luôn. Mình thích cái họa tiết này. Ok, mình quyết định rồi. Giờ thì chúng ta sẽ ốp hết vào cái phần tường cho cái ngôi nhà cường hóa này bằng cái gạch bùn mình vừa chế tạo ha. Hy vọng sau khi xây xong thì nó sẽ ổn. Sau khi xây xong cái phần tường thì bây giờ mình sẽ tiếp tục nối cái phần cột ở phía trên lại với nhau để mình chuẩn bị xây cái tầng 2 ha. Có vẻ là cái chỗ này mình vẫn đủ diện tích để mình xây được cái tầng 2 nè. Và không quên cạo vỏ nó đi để cho nó đồng bộ cái họa tiết lại với nhau ha. Nhưng mà sau một hồi xây dựng thì mình thấy cái phần sàn này nếu như mà mình để nó là cái màu gỗ kia đước luôn thì nó sẽ bị kiểu như nhiều màu đỏ quá. Không ổn, mình phải thay đổi phần sàn thôi. Không được rồi, phần sàn chắc mình sẽ đổi sang dùng gỗ sồi đi. Mình sẽ thử đổi hết sang gỗ sồi xem như thế nào ha. Hy vọng là nó sẽ ổn hơn nha. Chứ cái màu này mình thấy bây giờ nó lại không ổn rồi. Có vẻ là nó đã tốt hơn rồi nè. Nhìn nó đã đỡ bị kiểu như là một màu hơn rồi á. Đẹp nha, giờ là mới thấy đẹp nè. Rồi, giờ thì mình... Ồ, nhưng mà có vấn đề nữa. Bây giờ phần sàn nó lại tẹp màu dưới cái phần tường rồi ta. Ồ, nhưng mà chắc không sao đâu, phần tường nó có mấy cái rãnh của cái loại gạch mà. Chắc nó sẽ không quá là kiểu như giống nhau đâu. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thiết kế cái phần tầng 2 của cái ngôi nhà trước khi mình làm cái phần mái ha. Ok. Gì vậy? Tưởng đâu ông bay sau lưng đợi chích mình chứ. Ồ, nhưng mà không biết là... Ví dụ... Ồ, thì ra ông có thể lấy mật hoa trong những cái mầm... Cái gì ta? Cái chồi cây đước à? Ủa, phải không vậy? Mình hy vọng là ông sẽ lấy được nha. Tại vì lúc mà mình thay thế, mình có đặt một vài cái bông hoa ở chỗ cái tô ong kìa. Hy vọng ông sẽ làm mật tốt ha. À, ông chấp nhận cái tổ mà mình làm rồi. Ông bắt đầu làm mật hoa ở trong đó rồi kìa. Mật ong ở trong đó rồi kìa. Ý, vậy thì thành công rồi. Ồ, ra là vậy. Trời, đúng là ông rất là chăm chỉ nha. Thôi, mình cũng phải chăm chỉ thôi. Làm nhà tiếp thôi nào. Không thể thua ông được. Sau một hồi nghiên cứu thì mình thấy tầng 2 xây như vậy là hợp lý nhất rồi nè. Với cả là mình vừa đổi cái phần tường để cho nó rộng và cũng như cân đối hơn rồi ha. Bây giờ phần tường khoảng giữa nó là 4 ô. 1, 2, 3, 4, đúng rồi. Mỗi khoảng giữa là 4 ô ha. Để cái phần mái nó được cân đối hơn. Chứ hồi nãy mình làm phần mái kiểu số chẵn thì nó sẽ kiểu hơi lệch, mình không thích cho lắm. Còn về cái phần tường ở tầng 2 thì mình không dùng cái gạch bùn nữa đâu. Mình sẽ dùng lại cái gỗ đước ha. Ok, mình nghĩ dùng gỗ đước ở tầng 2 nó sẽ hợp lý hơn là cái gạch bùn. Rồi, giờ thì mình sẽ thử ốp vào xem coi. Đấy, nó sẽ nổi bật cái phần tầng 2 của cái ngôi nhà mình lên ha.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ ốp lại hết 4 cái phần tường nè, và cũng như chuẩn bị cho công đoạn xây cái phần mái thôi. Bây giờ thì mình sẽ về nhà để chuẩn bị cho cái vật liệu xây phần mái. Mà tiếc quá à, phải chi mình có cái gỗ sồi sẫm thì nó lại là một câu chuyện tuyệt vời rồi, mình không có loại gỗ đó. Nên thôi, mình sẽ thay thế bằng cái loại đá bản sâu nữa ha. Chỉ có mỗi cái loại đá đó là mình thấy cái màu nó tối tối đủ phù hợp để mình làm cái phần viền mái thôi à. Còn mấy loại đá khác thì nó có vẻ không hợp cho lắm ha. Mình sẽ bắt đầu từ phần mái ở tầng dưới trước. Tầng dưới thì mình sẽ xây phần mái cho nó cao lên trên này ha. Nhưng mà cái chiều rộng của ngôi nhà cũng khá là nhiều ấy, nên mình sẽ xây phần mái nó hơi cong cong hay sao nhờ. Ồ chưa, mình xây nhọn luôn cũng được, chắc không có ảnh hưởng gì đâu. Ở phần mái trên mình cũng xây nhọn giống Iran vậy mà, nên nó sẽ không có chênh lệch chiều cao quá là nhiều ha. Đấy, đây là phần viền của phần mái tầng trệt. Còn bây giờ mình sẽ lên để mình làm phần viền cho phần mái của tầng 2 nè. Nó cũng khá là giống ở tầng trệt á. Và sau khi hoàn thành thì hai phần mái nó sẽ có hình dạng giống như vậy. Để mình coi thử coi ổn áp chưa, có điểm nào cần chỉnh sửa không. Nó lại bị hợp lý này. Đó là sự kết hợp khá là hoàn hảo ha. Được nha. Rồi cứ như vậy thì mình viền cho đến hết cái căn nhà của mình thôi. Còn riêng phần mái của cái phòng nhỏ này thì mình sẽ làm cho nó khác biệt một tí. Để mình coi mình xây sao cho nó hợp lý ta. Mình nghĩ một cái phiên bản mini của hai phần mái này là hợp lý nhất rồi. Đấy, sơ qua thì phần mái nó sẽ có cái khung giống như vậy á. Công việc kế tiếp của mình là ốp hết cái phần mái này bằng loại gỗ cây đước giống như cái ngôi nhà chính của mình ha. Tại vì mình muốn tạo sự liên kết giữa tất cả các ngôi nhà sau khi mình xây á, nên mình sẽ dùng cái vật liệu xây nó tương tự nhau ha. Đây là ngôi nhà mình sau khi ốp xong phần mái ha. Nhìn gần thì có vẻ hơi khó nên mình sẽ đi ra xa một tí, ngắm cho nó dễ, coi có điểm nào chưa ok không. Tổng thể thì ngôi nhà đã ổn áp hơn lúc trước, lúc đầu khá là nhiều rồi. Giờ thì chắc mình sẽ hoàn thành những cái chi tiết nhỏ như là cửa sổ nè, rồi phần sàn cũng như là một ít cái phần trang trí ở bên ngoài á, để nhìn ngôi nhà nó hoàn thiện hơn và bắt đầu đưa vào sử dụng thôi. Công việc đầu tiên ở căn nhà mới đó chính là sắm ngay một cái dàn cường hóa ha. Để mình vô nhà mình để các bạn cường hóa coi. Mình chưa biết là nên đặt ở trên lầu hay là đặt ở tầng trệt cho tiện nè. Thôi, tầng trệt đi, mình nghĩ tầng trệt là tiện nhất rồi. Đi vô cái là cường hóa được liền. Đây, mình sẽ đặt bàn cường hóa ở cái góc này. Còn sách thì đặt ở xung quanh thôi. Chừa mấy cái cửa sổ ra, đừng có bít cái cửa sổ luôn. 26 cấp độ rồi. Thêm một kệ ở đây. Ở đây nữa. Đây rồi, đủ 30 cấp độ và nó cho mình dòng gia tài 2. Ủa, sao không phải là gia tài 2, gia tài 3 mà lại là gia tài 2 nhờ? Chưa xịn lắm. Có nên gán cày thêm rồi chúng ta đổi dòng cường hóa không? Hoặc là cường hóa thử một cái dòng nào đó nhờ? Thôi thì mình chơi cách an toàn đi. Mình sẽ lấy luôn cái dòng cường hóa gia tài 2 đi ha. Dù sao thì gia tài 2 nó cũng tốt hơn là không có một chút gia tài nào mà. Được. Nhân phẩm tới đó thì chấp nhận tới đó thôi. Giờ thì mình sẽ lấy lưu ly qua để chúng ta cường hóa luôn nha. Hy vọng là với cây cúp gia tài 2 chuẩn bị có này, thì những chuyến đi mai sau mình sẽ đào được nhiều kim cương hơn và gặp được nhiều quặng kim cương hơn á. Chứ hổm gài á, mình đào toàn là gặp ít quặng thôi, rất là buồn luôn. Rồi lấy trước gia tài 2 đi. À mà nó còn an ủi mình thêm cái giọng hiệu sức 4 nha. Vậy thì được. Kiếm coi. Hại thay ma cấp độ 4. Ồ, không tốt. Thôi, giờ trước mắt là lấy cây cúp trước đi. Rồi, và như vậy, công việc chuẩn bị một cái căn nhà cũng như là một cái bàn cường hóa của mình đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào công việc tiếp theo. Đó chính là kiếm thêm người đồng hành ở trong cái khu vực này. Tại vì hiện tại mình sống có một mình à, cũng khá là cô đơn á. Nên bây giờ mình sẽ đi tìm một cái bác dân làng nào đó may mắn mang về đây, rồi chúng ta cho bác ấy ở tạm một căn nhà ha.
căn nhà bên kia thì khá là rộng rãi nên mình nghĩ cái bác dân làng mới đó sẽ ở bên đó để trông coi cái bàn cường hóa giùm mình là hợp lý luôn. Rồi, mình nhớ thì gần đây có một cái ngôi làng ở cái vùng hoang mạc thì phải. Được được, mình sẽ qua vùng hoang mạc đi. Nó nằm ở phía bên kia ngọn đồi lắm. Nên bây giờ mình cần phải đi ngược lại về hướng bên ngọn đồi ha. Đây rồi, đây rồi. Mình đã gặp những bác dân làng rồi. Muốn về nhà mình á là mình sẽ đi cái đường sông nè. Đó, mình đi dài qua bên kia. Xong vòng qua phía bên kia nó vẫn còn một con sông nữa. Thì nó vẫn sẽ dẫn mình về cái ngôi nhà của mình. Nên bây giờ mình sẽ áp dụng cái con đường đó và dẫn dân làng về nhà. Coi coi dân làng nào chưa có nghề đây. Bác này có nghề chưa? À, chưa có nghề chứ gì. Được, bác đi theo tôi về nhà, tôi cho bác có nghề luôn. Nghề gì thì chưa biết, nhưng mà về nhà chung với tôi đi. Về chung với tôi đi. Let's go, let's go. Úi giời. Hợp lý nha, hợp lý nha. Còn có cái thác nước đây nè. Ok luôn. Chơi trượt thác luôn. Let's go. Mắc kẹt rồi, mắc kẹt rồi. Ây vui. Trời su vậy, mắc kẹt vô cái ruộng nữa chứ. Úi, trời, xong rồi, lại đấm vô bác dân làng được rồi. Đứng lại, bình tĩnh. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Ui dồi, cái gì đây? Ôi, mình đấm mạnh quá, cái dân làng sang chấn tâm lý rồi, nhảy xuống vách núi luôn rồi. Ô, mình nhớ mình nhẹ tay lắm rồi mà ta. Ui, phải cẩn thận không mới được. Rồi, giờ thì mình sẽ đổi dân làng đi. Bên đây còn một bác dân làng nè, không sao, làng này nhiều dân làng mà. Lo gì? Không có bác kia thì mình chở bác này về cũng được. Rồi ok. Đi thôi. Hy vọng lần này là sẽ trượt nước được nha. Mình thấy đây có cái thác nước rất là hợp lý luôn. Rồi, trượt nước nè. Yahoo! Trời, cảm giác thiệt là vô mốt luôn á. Quá là được luôn. Quay được nha, mai mốt mình phải chăm chỉ qua làng để chơi cái trò trượt nước này mới được. Còn bây giờ thì về nhà thôi. À mà không biết ví dụ mình ra khỏi cái vùng Savannah này thì cái bác dân làng này có đổi skin không nhờ? Cái trang phục của bác này thì mình thấy không có ưng mắt cho lắm. Ở bản cập nhật này thì ở dân làng ở cái vùng đầm lầy mình ở có vẻ là cũng có một cái bộ trang phục mới nha. Hy vọng là tới cái vùng đó thì cái bác dân làng này sẽ đổi trang phục nha. Mong là vậy. Nhưng mà tính ra cái chỗ mình ở cái view nó cũng ok nè. Tại vì ở trong kia thì nó hơi nhiều cây một tí thôi, chứ mà ra ngoài này thì nó cực kỳ thoáng đãng luôn. Nhỡ mà sau này mình có những cái dự án nào đó mà nó cần cái khu vực mà nó rộng, nó bằng phẳng một tí thì mình có thể qua đây để xây ha. Hợp lý luôn. Ơ kìa. Wow. Cái vùng đầm lầy nước này có vẻ khá là dễ gặp những cái tổ ong ngoài tự nhiên nha. Rồi về tới nhà rồi. Ôi, nhưng mà đi đường này thì không được. Đi đường trong này đi. Hơi khó một xíu nhưng mà trong đây nó sẽ dễ dàng dẫn mình tới cái ngôi nhà hơn. Đó, tới nơi, bác dân làng tới nơi nha. Lên bờ bác ơi. Ủa không lên được hả? Khó khăn vậy ta. Giờ mình phải cho bác dân làng này lên bờ nè. Rồi luôn. Ui, đúng rồi, leo lên đi. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái nghề nào đó cho cái bác dân làng này thử coi bác ý có đổi cái trang phục hay không. Hay là vẫn mặc cái trang phục truyền thống của dân làng ở cái vùng hoang mạc. Mình sẽ thử với cái khối này trước đi. Mình có khối dạy nghề nè. Thử nha. Coi bác ý có đổi nghề không. Lên bờ học nghề đi bác ơi. Mà mình không biết mình có dẫn nhầm cái bác dân làng đần không nữa. Cái trang phục này khó nhìn quá à. Tại vì bác này đeo cái cọng cỏ trên đầu là mình thấy hơi nghi nè. Ôi, lên bờ bác ơi. Học nghề đi, đừng có nhìn tôi biết tôi đẹp trai rồi, học nghề đi. Hiểu luôn. Như vậy thì dân làng ở cái vùng Savannah khi mà tới cái chỗ đầm lầy mình vẫn không đổi trang phục nha. Khó vậy. Vậy là bắt buộc mình phải tìm một cái bác dân làng nào đó không có trang phục thì mình mới có thể đổi trang phục cho bác ý khi mà tới cái chỗ mình được. Ra là vậy, khó vậy ta.
Cái này mình chưa tính tới luôn á. Thôi nhưng mà trước mắt thì mình để cái bác dân làng này lên lên cái nhà mình trước đi. Trời sao thích xuống nước tắm như vậy bác dân làng. Lên bờ đi. Thiệt tình luôn á. Lên bờ. Cố lên. Đúng rồi. Lên bờ. Ở đây mà hồi cá sấu nó ăn thịt bây giờ. Đi, đi lên. Đi vô nhà đi. Đây thì mình đặt cái khối dạy nghề ở đây đi. Lên đây học giùm cái. Nữa. Cái bác này ghiền tắm chắc luôn nè. Ở đây một hồi buổi tối dùm bay chết nước. Ủa chết đuối nó gặp thế. Rồi nó cho bác đi luôn đấy. Sau một khoảng thời gian chật vật thì mình cũng đưa cái bác dân làng lên đây. Mình sẽ lắp cửa sắt luôn. Nhìn cái gì? Ngủ đi. Nhìn cái gì? Họ nhìn nhìn ha. Không cho ngủ luôn. Dành cái giường luôn. Đấy. Vậy là bây giờ cái bác dân làng này sẽ yên vị trong căn nhà này và không có đi đâu được rồi ha. Đây là cách tốt nhất để bảo vệ dân làng á. Đuốc thì mình đã cắm sẵn hết trong các ngôi nhà rồi nên không sợ có xuất hiện quái đâu. Bữa nay mới sắm được cây cúp ngon chét mà không đi mai là hơi bị phí á nha. Được. Bây giờ thì mình sẽ lên đường để đi kiếm vài viên kim... À không. Vài chục viên kim cương về dùng mới được nha. Mới có cây cúp hơi bị xịn luôn. Và chắc mình sẽ đi lại cái đường cũ. Tại vì cái hướng bên đây có vẻ mình tìm kim cương là nó may mắn hơn nè. Rồi bây giờ nó dẫn mình tới đâu đây? À, hiện tại đang là tầng thứ 7 rồi. Đi sâu hơn xíu đi. Như đây là chưa đủ để mình dễ gặp kim cương đâu. Có cả redstone nữa nè. Làm luôn. Redstone thì chủ yếu là mình lấy thêm kinh nghiệm á. Mình cày lại 30 cấp độ rồi mình về nhà mình cường hóa lại. Biết đâu ra thêm dòng gia tài 2 nữa. À không, gia tài 3 luôn đi. Ủa, hy vọng lần sau về mình cường hóa nó ra gia tài 3 luôn ha. Mình sẽ nâng cấp cây cúp mình thêm một lần nữa để cho nó thật là xịn luôn. Ủa? Khoan. Đây đây đây, mình nghe tiếng con sương mà biết ngay. Ôi, mình vừa khiêng mà chẳng không được. À, thì ra là nó có cái lòng spawn của con sương ngay chỗ này. Bảo sao? Giáp ngựa kim cương luôn. Lúa mì, đĩa nhạc. Ok, lụm đĩa nhạc đi. Xiên vào da thịt cấp độ 4. Hạt bí ngô nữa nè. Ok, hạt bí ngô thì chắc mình sẽ lấy về luôn. Lần này thì kho đồ mình khá là trống nên mình thoải mái thôi. Gặp mấy cái này thì cứ lụm ha. Quặng kim cương đầu tiên trong ngày. Mấy quặng. Ờ, nữa hả? Một nữa. Chính xác luôn. Nhưng mà lần này với gia tài 2 thì mình cũng có một viên à. Cứu tôi, tài ơi. Ủa, có gì đó sai đúng không? Ủa, sai lắm luôn ấy. Ủa, gia tài 2 mà sao xui vậy? Tiếp theo. Đừng nói lại một nữa nha. Chẳng lẽ xui tới vậy sao? Ơ? Một thiệt. Với gia tài 2 thì vẫn cho một viên. Ủa? Sai lắm rồi. Ủa, gỗ gàng là gia tài 2 mà ta. Cái nhân phẩm của mình. Lại thêm một cái lòng spawn khác à? Ờ. Thêm một lòng spawn khác của con sương nữa. Wow. Khu vực này nhiều lòng spawn con sương hết. Được luôn. Để coi lần này thì lòng spawn nó có những gì nè. 2 trái táo vàng. Được. Redstone rồi nè. Lại là đĩa nhạc con mèo này. What the hell. Ờ, thêm được cái giáp cửa bằng sắt. Ok. Mang theo cái chỗ lòng spawn thì mình gặp một cái quặng kim cương mới nè. Lần này thì nó có 2 quặng lận. À, 3 quặng luôn. Ok. Đầu tiên là cho mình 3 viên rồi. Ồ. 1 viên. 1 viên tiếp. Đập vô mặt mình là 2 cái quặng kim cương nữa kìa. 3 quặng luôn. Cái hang bự này có lý nha. Ít ra phải vậy chứ. Rồi. Gia tài 2 sẽ phát huy công dụng trong lần này hay không đây? Hiện tại là 7 rồi đúng không? What? 2 quặng mà cho mình 6 viên. được. Đấy mới là gia tài 2 nè. Gia tài 2 hàng real nó phải vậy đó.
Rồi, chúng ta đã bắt đầu may mắn hơn rồi ha. Đây, đây, đây. Thêm một quặng nữa. Ồ, lần này thì cho có một viên à. Hết hơi nè. Còn hơn, còn hơn. Khi vẫn còn gặp được kim cương ở cái hang này nè. Lần này là 2 quặng. Và cho mình... À, 3 quặng luôn. 3 quặng thì nó vẫn cho mình 6 viên kim cương. Cũng ổn. Và đập vô mắt mình tiếp theo không phải là kim cương, mà là ánh mắt của Enderman. Mình sẽ xử lý cái anh Enderman này mới được. Ôi, ui, nhưng mà trước tiên thì cần phải xử những con xương để tránh trường hợp nó bắn mình á. Nguy hiểm nữa. Mấy con xương khủng khiếp này. Nó bắn đúng đau luôn á. Bắn đi. Thấy ghét. Rồi luôn, nó bắn Enderman dịch chuyển đi mất tiêu luôn. Thiệt, con xương trong đây nó phá làng phá sớm thiệt chứ. Quậy phá không à. Đi thêm một đoạn ngắn trong cái hang này thì mình phát hiện vẫn có thêm một cái quặng kim cương ở đây nha. Well, well, well. Để xem. Quặng này là cho mình bao nhiêu viên đây? Hy vọng là nhiều hơn một. Cho mình 3 viên luôn. Được quá nhờ. Có vẻ 3 viên là nhiều nhất khi mà mình sở hữu cái dòng gia tài 2 á. Vậy là mình cũng khá là may mắn đấy chứ. Để đi nốt cái hang này coi. Mình thấy cái hang này rộng lắm nên xác suất mà mình tìm thêm được kim cương cũng rất là cao đây. Trong hốc nè. Thấy chưa? Suýt nữa thì bỏ lỡ một viên kim cương rồi. Một quặng kim cương rồi. Chỉ có một thôi. Một quặng nhưng mà cho mình 2 viên thì cũng ổn đi. Và như vậy thì mình đã đi hết cái hang siêu bự này rồi. Chắc mình sẽ về nhà thôi. Chuyến đi này tuy ngắn thiệt á, nhưng mà nó cho mình tới 25 viên kim cương. Cũng nhờ vào cái dòng gia tài 2 mà mình có được trong ngày hôm nay đấy chứ. Quá là tuyệt vời. Và tóm lại trong ngày hôm nay thì mình đã sở hữu cho mình được một cái chỗ cường hóa nó khá là đàng hoàng ha. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm tìm được một cái bác dân làng nào đó chưa có trang phục, rồi sau đó mình dẫn về đây để thử xem coi dân làng ở cái vùng đầm lầy sẽ có cái bộ trang phục trông như thế nào. Và đồng thời thì mình sẽ cố gắng cày thêm kinh nghiệm để mình có thể cường hóa full một cái set dụng cụ nó tốt dùng cho nó lâu luôn ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.